trong đời có ba việc không nên nghĩ, ba việc không nên giúp. Sống trên đời, nếu có thể buông bỏ được ba việc không nên nghĩ, ba việc không nên giúp dưới đây, thì tâm hồn chúng ta sẽ được thảnh thơi, tự tại hơn nhiều rồi. Ba việc không nên nghĩ. Một, đừng nghĩ đến việc không thể làm nổi. Việc không làm được, việc không đạt được thì đừng nghĩ. Đừng cố gắng đeo bám những việc ngoài phạm vi khả năng của mình. Trang Tử từng nói, biết sự tình đã hết cách, không biết làm thế nào nữa mà lòng vẫn vui vẻ thuận theo mệnh. Trên thế gian, có rất nhiều sự việc vượt ngoài khả năng kiểm soát của con người. Hãy tiếp nhận tất cả những gì xảy đến. Việc giải quyết được thì giải quyết, việc không giải quyết được thì nên biết chấp nhận. Không ai đoán biết được số phận. Hãy làm những gì bản thân thấy nên cần làm. Hãy tin tưởng rằng mình càng nỗ lực thì vận may càng hé mở. Chớ lo hảo huyền, chớ lo trời sập. 2. Đừng nghĩ đến việc đã qua từ lâu rồi. Việc đã qua không thể níu kéo lại. Nếu cứ mãi mê lạc trong bóng tối u ám của quá khứ, chúng ta sẽ mất cơ hội tìm ra con đường phía trước. Quá khứ là nơi thích hợp để ghé thăm, nhưng không phải là nơi lý tưởng để ở lại. Hãy xua tan bóng tối u ám, dai dẳng đeo bám của quá khứ. Bước chân ra ngoài thềm để cảm nhận nắng xuân đang lung linh vẫy gọi. Nhà triết học, toán học, logic học và sử học người Anh Bertrand Alted William Russell ở tuổi 98 từng nói: chúng ta không nên sống mãi trong ký ức, không nên hoài niệm mãi về những tháng ngày đẹp đẽ đã qua, càng không nên quá đau buồn đối với những người thân đã mất. Nên đặt tâm trí vào tương lai, đặt tâm trí vào những việc thực tế cần phải làm ngay trước mắt. 3. Đừng nghĩ đến việc quá xa vời. Xe đến trước núi đường tự có, thuyền đến đầu cầu tự thẳng trôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều về tương lai xa xôi. Những tháng ngày phía trước còn là ẩn số với rất nhiều biến cố. Quá suy nghĩ sẽ thêm phiền muộn. Hiện tại là điều duy nhất ta có thể nắm giữ được. Hãy cảm nhận sự sống đang diễn ra và bước những bước chân vững chắc trong từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Đức Phật nói, 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước mới đổi được một duyên nhẹ bước qua nhau. Những gì đang có ở hiện tại là kết quả của cả quá trình nỗ lực trong quá khứ. Tương tự, những tích lũy từng chút trong hiện tại mới tạo thành một con đường, một thành quả trong tương lai. Việc không nên giúp. Một, việc vượt quá khả năng. Người xưa thường nói, sức hèn chớ phát nặng, lời nói không trọng lượng chớ khuyên ai. Giúp người cần cân nhắc đến khả năng của mình, không thể tùy hứng hứa hẹn để rồi lại không thực hiện được. Khi nhiệt tình giúp đỡ nhưng lại khiến sự tình không thành hoặc gây tổn thất, thì ngược lại còn bị người khác trách móc. Điều này chắc chắn không ai muốn xảy ra. 2. Can thiệp vào chuyện tình cảm. Can thiệp vào chuyện tình cảm là can thiệp vào cảm xúc hôn nhân của người khác. Người xưa nói, không làm mai mối thì tốt đẹp ba đời. Nhân duyên do trời định, con người không nên can thiệp, nhất là bằng chuyện mai mối. Thời xưa, nam nữ không được tự do giao tiếp nên cần có người giới thiệu làm mai. Ngày nay, quan hệ nam nữ đã trở nên cởi mở hơn. Không phải là bạn bè thân thiết không nên giới thiệu làm mai cho người. Trong trường hợp cần tới sự giới thiệu, cũng nên nhấn mạnh với người nhờ rằng
đây chỉ là giới thiệu cho hai người gặp mặt làm quen ban đầu, sẽ không có trách nhiệm và liên quan tới chuyện sau này của hai người họ. Những việc liên quan đến tình cảm, hôn nhân không phải là chuyện có thể giải quyết được bằng lý tính. Người ngoài không nên can thiệp quá sâu, nếu không sẽ khiến lợn lành thành lợn què. 3. Việc không nguy cấp. Có câu nói, giúp nguy cấp chứ không giúp bần cùng. Khi người thân gặp khó nạn, việc giúp đỡ trong khả năng cho phép là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, dù ai thì cũng không thể thay đổi vận mệnh của con người, chỉ có thể giúp trong lúc nguy cấp. Đối với những người không chịu đi lên bằng đôi chân của chính mình, sự giúp đỡ thường xuyên của người khác sẽ khiến anh ta thêm tính ỷ lại. Có bài học giáo huấn rất sâu sắc rằng, đấu gạo mang ơn, gánh gạo mang thù. Những người không có tấm lòng biết ơn, coi người khác phải giúp đỡ mình như là lẽ đương nhiên, thì quả thực là lòng tham vô đáy, được đằng chân lân đằng đầu. Còn có những người lợi dụng lòng tốt của người khác, muốn người khác giúp đỡ nhưng không nói trực tiếp, mà lại tạo hoàn cảnh lừa gạt người khác làm để đạt được mục đích của mình. Những người có vấn đề về nhân phẩm nói trên thì chúng ta không có trách nhiệm và giúp đỡ họ. Sống trên đời, nếu có thể buông bỏ được 3 việc không nên nghĩ, 3 việc không nên giúp, thì tâm hồn chúng ta sẽ được thảnh thơi, tự tại hơn nhiều rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi đăng ký kênh Đông Tây Kim Cổ. Nếu các bạn thích chủ đề này, hãy để lại bình luận bên dưới để mọi người cùng biết. Chúc bạn và gia đình nhiều may mắn và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở những video tiếp theo.